Chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với Ca Cộng Sport. Vòng 2 ngoại hạng Anh đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. Hầu hết những ông lớn ngoại trừ Manchester United đều có được chiến thắng. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng điểm qua những điểm nhấn lớn nhất ở vòng đấu vừa qua. Noni Madueke chỉ mất 14 phút để ghi hat-trick trong chiến thắng 6-2 của Chelsea trước Wolverhampton Wanderers vào Chủ nhật. 3 bàn thắng của Madueke được ghi vào các phút thứ 49, 58 và 63 tại Molineux. Đáng chú ý đây là cú hat-trick nhanh thứ 12 trong một trận đấu Premier League kể từ mùa giải 2006-2007 khi thời gian ghi bàn chính xác được công bố. Sadio Mane vẫn giữ kỷ lục ghi hat-trick nhanh nhất khi có 3 pha lập công trong 2 phút 56 giây cho Southampton trước Aston Villa vào mùa giải 2014-2015. Madueke trở thành cầu thủ thứ 23 của Chelsea ghi được hat-trick tại ngoại hạng Anh. Thành tích này giúp Chelsea vượt qua Arsenal về số cầu thủ ghi được nhiều hat-trick nhất trong lịch sử giải đấu. Ở tuổi 22 và 168 ngày, Madueke cũng là cầu thủ trẻ thứ 6 ghi được hat-trick tại ngoại hạng Anh cho Chelsea. Christian Pulisic nắm giữ kỷ lục trong khi Cole Palmer xếp thứ 2 và thứ 3. Điều đáng chú ý là cả 3 bàn thắng của Madueke đều được kiến tạo bởi cùng một cầu thủ, đó là Cole Palmer. Đây chỉ là lần thứ 5 trong lịch sử ngoại hạng Anh điều này xảy ra và là lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi Harry Kane kiến tạo cho Son Heung-min lập hat-trick cho Tottenham. Cú hat-trick kiến tạo của Palmer là lần thứ 71 một cầu thủ kiến tạo 3 bàn thắng trở lên trong một trận đấu ở ngoại hạng Anh. Bạn có thể nghĩ rằng 3 pha kiến tạo của Palmer trong 14 phút là kỷ lục về số hat-trick kiến tạo nhanh nhất. Nhưng không, bạn đã nhầm. 7 cầu thủ đã kiến tạo 3 bàn thắng trong thời gian ngắn hơn. Trong đó Lukas Podolski nắm giữ kỷ lục khi thực hiện điều này chỉ trong 4 phút đáng kinh ngạc cho Arsenal trước West Ham United năm 2013. Erling Haaland đang tiến gần đến kỷ lục về số hat-trick nhiều nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh sau khi ghi thêm một cú hat-trick nữa trong chiến thắng 4-1 của Manchester City trước Ipswich Town. Đây là cú hat-trick thứ 7 của cầu thủ người Na Uy tại ngoại hạng Anh, giúp anh trở thành một trong 8 cầu thủ đạt được thành tích này. Thành tích này giúp tiền đạo người Na Uy vượt qua kỷ lục 6 hat-trick của Luis Suarez và ngang bằng với Wayne Rooney ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng chỉ sau 68 trận đấu. Erling Haaland hiện chỉ còn kém 1 bàn so với 8 cú hat-trick của Harry Kane, Thierry Henry và Michael Owen, cũng như kém 5 bàn so với thành tích 12 cú hat-trick của Sergio Aguero cho City. Điều đặc biệt về bàn thắng ấn định cú hat-trick của Erling Haaland trước Ipswich Town đến từ một cú sút ngoài vòng cấm. Trong số 67 bàn thắng của anh tại ngoại hạng Anh, đây chỉ là bàn thứ 4 được ghi từ ngoài vòng 16m50. Cho đến lúc này thì tất cả các hat-trick của Erling Haaland đều được thực hiện tại sân vận động Etihad. Lindro Chosa và Thomas Partey đã khiến Oli Watkins và Aston Villa phải trả giá cho sự phung phí của mình để mang về cho Arsenal chiến thắng vang dội. Watkins đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong mỗi hiệp đấu. Phát thứ 2 được David Raya cản phá xuất sắc. Ngược lại, Chosa, người thay thế Gabriel Martinelli chơi kém hiệu quả, đã chỉ cho Watkins cách thực hiện khi anh ghi bàn ngay ở pha chạm bóng đầu tiên vào phút thứ 67. 10 phút sau, tỷ số được ấn định 2-0 nhờ công của Thomas Partey. Tuần trước, David Raya được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của mùa giải PFA 2023-2024 của Premier League. Trên thực tế, đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp thủ môn của Arsenal giành được vinh dự này. Năm trước đó là Aaron Ramsdale. Điều đó có nghĩa là phần lớn mùa giải đầu tiên của Raya ở phía Bắc London đã đi kèm với cuộc tranh luận về cách huấn luyện viên Mikel Arteta xử lý vị trí thủ môn. Cuộc tranh luận đó giờ hiện đã khép lại. Mùa hè này, việc Raya chuyển đến Arsenal đã trở thành chính thức, trong khi Ramsdale có vẻ sẽ ra đi để tìm kiếm suất đá chính cho đội 1. Mùa giải đầu tiên của Raya tại Arsenal được đánh dấu bằng sự bình tĩnh khi cầm bóng và khi cản phá các quả tạt, nhưng anh không phải thực hiện nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Tuy nhiên, trong 2 trận đầu tiên của mùa giải này, anh đã có những pha cản phá xuất sắc. Tuần trước, thủ môn người Tây Ban Nha đã cản phá cú đánh đầu ghi bàn của Jordan Chan Larsen và tại Villa Park, anh đã thể hiện phản xạ phi thường để cản phá cú sút cận thành của Watkins. Bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ Tottenham, Solan, đã bị chấn thương mắt cá chân khiến huấn luyện viên Ange Postecoglou phải đau đầu không biết nên để ai đá tiền đạo trước Everton. Dejan Kulusevski đã chơi xuất sắc ở vị trí đó trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng Postecoglou thích cầu thủ này chơi vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh phải. Richarlison đã bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương và sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Son Heung-min đã bắt đầu ở vị trí cao nhất trong đội hình. Son luôn chơi tốt nhất khi chơi ở cánh, nhưng anh đã chứng minh rằng mình vẫn có thể là một số 9 khẩn cấp khi cần thiết. Trong vòng 2 phút đầu, cầu thủ người Hàn đã tạo ra một cơ hội ghi bàn tuyệt vời cho Romero khi đưa bóng qua hàng phòng ngự của Everton từ pha phạt góc thứ 2. Romero đáng lẽ phải lập công, nhưng cầu thủ này lại sút thẳng vào người Pickford. Son Heung-min làm việc chăm chỉ khi không có bóng và liên tục theo đuổi những đường chuyền của đối thủ. Điều đó đã được đền đáp vào phút thứ 25. Khi anh theo đuổi đường chuyền về của James Tarkowski đến Pickford, thủ môn của Everton đã chạm bóng một cách vụng về và Son đã cướp bóng rồi đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng thứ hai của cầu thủ người Hàn Quốc dễ hơn nhiều, phần lớn là nhờ Van de Ven. Trung vệ này đã chặn được cú sút ở rìa vòng cấm và sau đó dẫn bóng về phía trước.
anh đã chuyền bóng vào đúng thời điểm hoàn hảo cho Son để số 7 hoàn thành cú đúp trận này. Spurs đã phung phí sức lực khi đối đầu với Leicester, nhưng không mắc phải sai lầm tương tự trước đội bóng đang gặp nhiều vấn đề như Everton. Trước khi để thua vì bàn thắng ở phút bù giờ tại Brighton, Manchester United đã phải hối hận về vận may của mình và những tình huống kỳ lạ đã ngăn cản họ tiến lên tại sân vận động Amex. Khi tỷ số đang là 1-1, Manchester United đã có pha phản công vào phút thứ 70 với đường chuyền đến chân cầu thủ vào sân thay người Alejandro Garnacho ở cột dọc xa. Cầu thủ chạy cánh này đã sút về phía khung thành không được bảo vệ, nhưng không may cho cầu thủ người Argentina, cầu thủ dự bị Joshua Zirkzee đã trượt về phía khung thành để đón đường tạt bóng đầu tiên. Zirkzee không thể tránh được cú đá của Garnacho do cầu thủ người Hà Lan đã ở vị trí việt vị khi Garnacho sút bóng, nên VAR đã hủy bỏ quyết định công nhận bàn thắng. Tình hình trở nên tồi tệ hơn với United khi Zapero ghi bàn trong thời gian bù giờ để buộc Manchester United phải chịu thất bại. Bàn thắng quyết định của tiền đạo Zapero của Brighton đến từ phút bù giờ thứ 5 tại sân vận động Amex. Đây là lần thứ 6 kể từ khi Erik ten Hag bắt đầu nắm quyền tại Old Trafford vào mùa hè năm 2022. Manchester United đã để thua ở những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức hoặc muộn hơn. Ngược lại, trong 30 mùa giải trước đó ở ngoại hạng Anh, Manchester United chỉ phải chịu thua 2 trận bởi các bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 hoặc sau đó. Và đó là những điểm nhấn ấn tượng nhất của vòng 2 ngoại hạng Anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. So when I throw all your poison inside of the fire, I'll cherish the look in your eyes. 'Cause would you believe